Trên sân khấu của chúng ta có gọi là ba thùng thể cho con có thể công phá bằng chỏ. Tôi thấy tội nghiệp con tôi quá, tại sao mới bay lớn mà lấy thùng thiết rồi ra cho con? Sao con không đập cây chuối hay cái gì con? Cây chuối đá cực rồi nha. Cây chuối là phải là dân chuyên nghiệp lắm mới đá nổi cây chuối. Em tưởng chuối thôi. Mà tưởng trái chuối ra, tôi tức quá trời ơi. Con ơi, làm gì làm, an toàn là trên hết. Cứ cảm thấy là cái đầu không ổn là con ngưng luôn cũng được, không sao nha. Cái đầu không ổn thì hai cái sau chú Thành làm, con yên tâm. Chú Tiến Thành làm cái thứ hai thấy không ổn, cái thứ ba cô Khả Như làm. Hay. Cô Khả Như là dân võ nha con. Luyện võ từ nhỏ có đai gì đó đen tím, quýnh cái môi người ta màu nào là cái đai bao màu đó đó. Giờ vô cuộc đi nào. Quốc đi con. Thôi cho con công phá nha. Thử thách bắt đầu. Trời ơi, nó đau. Ây da. Đau quá anh ơi. Đau quá. Đau. Thôi ngưng nha, xin ngưng ơi. Theo cáo bồi, nguồn dinh dưỡng từ thịt. Super 10 siêu tài năng hiếm mùa 2 lúc 20:30 thứ năm hàng tuần trên HTV7 và kênh YouTube Madison Media Group.